Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để thua đội bóng vừa lên hạng ở V-League tại giải giao hữu Thiên Long Tournament 2023. Chỉ 2 ngày sau trận thua SHB Đà Nẵng, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục có màn trình diễn gây thất vọng tại giải giao hữu Tứ Hùng Thiên Long Tournament lần thứ 5 năm 2023. Cụ thể, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có trận đấu thứ 2 gặp đội bóng vừa giành vé thăng hạng lên chơi ở V-League 2023-2024 là câu lạc bộ Quảng Nam vào ngày hôm qua mùng 1 tháng 10. Tiếp đón đội bóng bị đánh giá thấp hơn trên sân nhà Pleiku, đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang kỳ vọng sẽ có một chiến thắng trọn vẹn cho đối thủ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai FC chủ động dâng lên tấn công và có được lợi thế vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ pha sút phạt thần sầu của tân binh Jairo ở phút thứ 18. Tưởng chừng bàn thắng mở tỷ số sẽ giúp cho đội chủ nhà thi đấu lấn lướt, thế nhưng các chân sút câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lại để lộ những sơ hở ở hàng phòng ngự, giúp đội khách Quảng Nam có thêm nhiều cơ hội ghi bàn. Kết quả là đội bóng phố núi phải nhận bàn thua ở phút thứ 33. Jairo đón bóng không tốt, tạo điều kiện cho tiền vệ Lê Xuân Tú gỡ hòa 1-1 cho Quảng Nam. Tất nhiên, các học trò của huấn luyện viên Kiatisuk không muốn chấp nhận kết quả hòa trên sân nhà. Họ nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng tiếp theo ngay sau khi bước vào hiệp 2. Phút thứ 56, Trung Ngọc Quang dứt điểm đưa bóng về góc chéo khung thành để một lần nữa giúp chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vươn lên dẫn trước. Nhưng chỉ 7 phút sau, Quảng Nam lại có bàn gỡ hòa 2-2 do công của Igor. Khi trận đấu chỉ còn 3 phút thi đấu chính thức, đội chủ sân Pleiku bất ngờ phải nhận bàn thua thứ 3 xuất phát từ cú sút của Lê Xuân Tú. Chân sút chất lượng bên phía Quảng Nam được Hà Nội FC cho mượn. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Quảng Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thắng lợi này giúp thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn giành được 3 điểm đầu tay. Ở chiều ngược lại, đội bóng Hoàng Anh Gia Lai chính thức hết cơ hội tranh chức vô địch giải giao hữu Thiên Long Tournament. Họ sẽ bước vào lượt trận cuối gặp Quy Nhơn Bình Định vào ngày 3 tháng 10.